Vâng ạ, tôi sống rất tuyệt vời. Mỗi ngày tôi đều chọn giấc mơ tôi. Mỗi ngày tôi sống ngay thẳng, chính trực, yêu thương. Mỗi ngày tôi trí tuệ, giá trị, phụng sự. Mỗi ngày tôi biết ơn, yêu thương, hạnh phúc. Tôi cam kết phụng sự chính trực. Tôi hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Và chính vì những điều đó mà mỗi ngày của chúng ta đều rất tuyệt vời, đúng không ạ cả nhà? Dạ vâng, em Kim Ngân rất là cảm ơn cả nhà và biết ơn giọng đọc của cô Kiều Bình rất nhiều ạ. Dạ vâng, và cũng như biết ơn tất cả 51 quý cô bác anh chị đang có mặt trong phòng Zoom của chúng ta để cho chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển bản thân, cùng nhau rèn luyện, rèn thân, tâm, trí và cùng nhau phát triển trở thành phiên bản tốt nhất của chính chúng ta mỗi ngày ạ. Dạ vâng, biết ơn quý cô bác anh chị rất nhiều ạ. Dạ, và tiếp theo chương trình em đã nhìn thấy một cánh tay rất là quen thuộc, một cánh tay luôn nỗ lực học tập dù có khó khăn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù là chị không được như mọi người nhưng mà chị vẫn luôn cố gắng học tập mỗi ngày ạ. Đó là cánh tay của chị Mai Trường tự tin yêu đời. Và dạ vâng, em xin mời chị Mai Trường sẽ cùng lên để chia sẻ cùng với cộng đồng và câu chuyện cây bút ạ. Em xin kính mời chị. Dạ, chị chào em. Chị chào anh nha. Sao đây mai xin biết ơn thầy Thái đã tạo ra phòng Zoom để cho mai kiếm được có cơ hội vui ạ. Mai kiến rất biết ơn thầy Nguyễn Công Thái đã tạo ra cộng đồng này. Sau đây mai kiến xin được kể có chuyện cây bút ạ. Mặc dù trên tay mai trường không cầm cây bút nhưng ai cũng hình dung cây bút có hình hình tròn và bắt đầu là nhọn. Thế khi Mai Trường thấy Du Quân chạy vào, Mai Trường có chung mắt Du Quân. Thì Du Quân sẽ làm gì với cái vũ lạ? Dạ vâng. Quân cho ngậm lấy. Nên bài học thứ nhất là mình nên tôn trọng thế giới quan của người khác. Bài học thứ hai, Mai Trường để cây bút trên phòng. Mai Trường và Du Quân đi ra khỏi phòng, cây bút vẫn để ở trên phòng. Phòng điện tắt hết thì cái bút có còn là gì với cái phòng nữa không ạ? À? Dạ vâng, Bion, cái bút không còn là gì với cái phòng cả. Nên bài học thứ hai là mọi vật đều có tính không và tính tiềm năng vô hạn, cũng như trường. Nếu như trường không vào Zoom, trường có chịu khó hàng ngày vào Zoom thì trường cũng chẳng là gì cả. Nhưng trường hàng ngày trường vào Zoom thì trường sẽ được mọi người quan tâm và yêu ai động viên trường. Nên bài học thứ hai là mọi vật đều có tính không và tính tiềm năng vô hạn ở chỗ đó. Để khi máy truyền chữa là ở văn phòng thì máy truyền nhìn thấy đây là cái bút, còn chú Quân nhìn thấy đây là cuộc thương thì chú Quân thì giữa máy truyền và chú Quân ai đúng ạ? Dạ vâng.
Cái đúng. Nên bài học thứ ba là mình phải chịu trách nhiệm 100% về mình. Mọi thứ đều đến từ mình, mọi thứ đều đến từ mình. Mình vẽ tay thân thân mọi thứ đều đến từ mình. Để mà dùng thử cây bút thần nhưng cưng cưng được ứng nha. Cây bút ơi, cây bút thần nhưng cưng cưng. Cây bút ơi, cây bút thần thầy thái thế thăm mai trường đi mở pha theo vẫn là cây bút. Nên bài học thứ tư là mình phải yêu thương chính bản thân mình và yêu thương những người xung quanh để nhận lấy sự giữa hoạt động yêu thương của mọi người. Mai Trường Dinh kết thúc câu chuyện cây bút tại đây. Mai Trường Dinh trả lại nick cho em chi. Vâng, rất là tuyệt vời. Chúc mừng chị Mai Trường. Chúc mừng chị đã vượt qua những điều khó khăn và yêu thương chính bản thân mình. Cũng như chúc mừng chị đã vượt lên chính những cái điều khó khăn hiện tại của bản thân và kể câu chuyện cây bút rất là tuyệt vời ạ. Cả nhà cùng nhau thả tim và thả những bông hoa để chúc mừng chị Mai Trường ạ. Dạ, mỗi ngày như thế này chị đều có thể chia sẻ, đều gieo hạt và những cái điều nhỏ nho như thế này chính là cái những cái điều mà giúp cho chị Mai Trường. Em tin rằng sau này những điều tốt đẹp sẽ đến với chị ạ. Biết ơn chị Mai Trường rất là nhiều và chúc mừng chị. Dạ vâng, và quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy đấy, chị Mai Trường mặc dù khó khăn nhưng mà chị Mai Trường vẫn rất là tự tin trong cái việc mà mình mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình và mình mong muốn chia sẻ câu chuyện cây bút để lan tỏa cùng với cộng đồng. Vì tại sao chúng ta không thể, đúng không ạ? Và em Kim Ngân tin rằng tất cả quý cô bác anh chị của chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay đều mong muốn chia sẻ và đều có thể chia sẻ rất là tuyệt vời ạ. Dạ vâng ạ. Và tiếp theo chương trình, em Kim Ngân xin phép kính mời quý cô bác anh chị cùng tiếp theo một cái chủ đề mà chúng ta đã được học cách đây cũng vài tuần rồi ạ. Thì chủ đề nó là được anh Di Linh chia sẻ về câu chuyện về chủ đề gì ạ? Đó là về bí quyết giúp con tự tin trong giao tiếp ạ. Làm cách nào để cho con tự tin trong giao tiếp? Ngày hôm trước chúng ta đã được tìm hiểu về một phần rồi ạ. Và ngày hôm nay em xin kính mời quý cô bác anh chị cùng chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của cái chủ đề bí quyết giúp con tự tin trong giao tiếp ạ. Em xin kính mời anh Di Linh ạ. Rồi, cảm ơn Kim Ngân rất là nhiều ạ. Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt ở phòng Zoom trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Chúng ta có thể thả những số 3 để cảm ơn Kim Ngân ạ. Đã điều phối phần Zoom sáng của chúng ta sáng ngày hôm nay. Và cảm ơn Mai Tường đã chia sẻ về câu chuyện cây bút đó ạ. Rất tuyệt vời. Ngày hôm nay Linh sẽ tiếp tục với cái chủ đề của mình, đó là bí quyết sẽ giúp con xây dựng sự tự tin của mình. Buổi hôm học trước đúng không ạ? Buổi hôm học trước chúng ta đã đến với những cái phần đầu tiên của cái việc làm thế nào để chúng ta giúp con xây dựng sự tự tin. Chúng ta đã rất nhiều lần chúng ta rất là mong muốn con cái của mình sẽ trở thành một đứa trẻ tự tin, nhưng cái nguồn gốc, cái gốc rễ mà để khiến cho con cái của chúng ta trở thành một đứa trẻ tự tin, nó là gì? Thì nó đến từ cái việc mà bố mẹ của chúng ta phải thấu hiểu về con cái của mình, để cho mình giúp được, biết được cái tiềm năng tiềm ẩn của con là gì, cái khả năng của con là gì. Từ đó chúng ta dựa vào cái đó thì chúng ta sẽ xây dựng cái sự tự tin cho con ngay từ nhỏ. Và cái sự tự tin của mỗi con người của chúng ta thì từ lúc mà chúng ta sinh ra thì cái sự tự tin mỗi con người chúng ta nó đều sẵn có rồi, đúng, sẵn có rồi đúng không anh chị? Nó đều sẵn có rồi. Chúng ta đã chiến thắng 300 triệu tinh binh để chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Cho nên bạn chắc khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời chúng ta đã có được cái sự tự tin rồi. Tuy nhiên đâu đó trong cái quá trình mình lớn lên, có những việc nó xảy ra nó có thể gây cho mình cái sự tự tin hơn, nhưng cũng có nhiều người thì cái việc, những cái việc xảy ra trong cuộc sống của mình nó sẽ làm cho mình giảm đi cái sự tự tin của mình. Vậy làm thế nào để chúng ta rèn luyện được cái sự tự tin cho con cái của chúng ta? Bởi vì cái sự tự tin nó chính là 50% đúng không ạ? 50% là cái yếu tố nó quyết định gần như 50% cái sự thành công của
chúng ta trong mọi việc. Nếu như chúng ta bắt đầu một công việc nào đó mà chúng ta mất đi cái sự tự tin thì hầu như cái công việc đó nó sẽ không giúp chúng ta thành công, không đạt được kết quả của mình. Nhưng nếu như chúng ta làm một cái công việc gì đó, hành động một cái công việc gì đó, nhưng chúng ta lại có được một cái sự tự tin vào chính bản thân của mình, tự tin vào khả năng của mình, tự tin rằng mình sẽ đạt được kết quả, thì nó sẽ giúp chúng ta 50% cái sự thành công của mình, đúng không ạ? Coi như chúng ta đã chiến thắng 50 sự thành công của mình rồi. Và ngày hôm nay Linh sẽ tiếp tục cái chủ đề của mình trong buổi ngày hôm nay. Hôm trước thì chúng ta đã biết đi qua với nhau là cái sự tự tin là gì. Sự tự tin là một yếu tố, đó là tự bản thân của mình tin tưởng, niềm tin vào chính bản thân của mình, niềm tin vào cuộc sống của mình, đúng không ạ? Và sự tự tin, cái tư duy đúng của sự tự tin đó là sự tự tin là luôn là dạ, tự sẵn có, và bố mẹ chính là nền tảng của giúp cho con. Bởi vì dạ, cái cuộc sống của một đứa trẻ hay là sự phát triển về não bộ của một đứa trẻ nó sẽ kết thúc ở năm gần như là năm 8, khi mà 8 tuổi là nó là 80% cái bộ não và trí tuệ của trẻ đã được hình thành rồi. Cho nên một đứa trẻ thông minh hay không nó phụ thuộc vào cái giai đoạn này, và bố mẹ đưa những cái gì vào não bộ của con, bố mẹ đã tạo ra một con như thế nào. Cho nên đây là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng, và cho nên bố mẹ cần phải gì ạ? Cần phải tin vào con, cần phải tin tưởng vào con. Bởi vì bố mẹ là người gần gũi nhất, là người con trao gửi niềm tin lớn nhất. Mà nếu như chúng ta không có sự tin tưởng với con thì lúc này chúng ta sẽ không tạo ra được kết quả. Nhưng có một cái điều mà bố mẹ chúng ta cần lưu ý, nó là có thể là ở bên trong của mình, người bố người mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình thành công, cũng mong muốn con của mình sẽ trở nên tự tin. Tuy nhiên mỗi người bố mỗi người mẹ lại có một cái cách giáo dục con, một cái cách nói chuyện với con khác nhau. Nhưng nó có một cái yếu tố đó là yếu tố về ngôn ngữ. Mặc dù bên trong của mình rất là thương con, mình rất là tin tưởng vào con, nhưng nếu như lời những cái ngôn từ, những cái từ ngữ mà khi chúng ta giao tiếp với con hàng ngày nó không thể hiện sự tự tin, nó thể hiện sự tiêu cực đi, thì lúc này vô tình bố mẹ đã cài đặt những niềm tin tiêu cực vào cho con, làm cho con mất đi cái sự tự tin, đúng không ạ? Ví dụ như là mày thì làm gì được đâu, vân vân. Nhiều khi chúng ta cứ nói giỡn giỡn như vậy, nhưng mà chúng ta nói quá nhiều lần trong cuộc sống thì nó dẫn đến nó vô tình nó cài đặt, nó lặp đi lặp lại, nó cài đặt vào tiềm thức của con người chúng ta, nó cài vào tiềm thức của con, làm con lớn lên mà con không biết tại sao con lại thiếu đi sự tự tin, mặc dù bố mẹ rất yêu thương mình, đúng không ạ? Cho nên ngôn từ từ ngữ cũng là một cái điều rất là quan trọng. Và một điều nữa là chúng ta cần phải biết được cái điểm mạnh của con là gì, bởi vì không ai có thể phát huy được cái điểm yếu của mình để đi so sánh với người khác, để đi thi đua với người khác mà mình chiến thắng được. Mà mình cần phải biết điểm mạnh của mình là gì để mình biết cách để mình phát huy cái điểm mạnh của mình, đúng không ạ? Thì đó là những cái phần mà buổi trước chúng ta đã đi với nhau. Và những cái yếu tố nào mà chúng ta cần phải hiểu được là những cái yếu tố nào nó giúp cho chúng ta giúp cho con xây dựng được cái sự tự tin của con, thì nó cần phải có những yếu tố nào. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu về tiềm năng của con là gì, đúng không ạ? Tiềm năng con có những cái tiềm năng gì, và chúng ta phải biết được cái khả năng của con tới đâu, đúng không ạ? Khả năng của con, cái điểm mạnh nhất của con ra sao. Và cái thứ ba là chúng ta cần phải gia tăng được cái chỉ số vượt khó của con lên, gia tăng cái chỉ số vượt khó của con. Cái quá trình mà chúng ta gia tăng cái chỉ số vượt khó của con sẽ giúp con đối diện với những cái thử thách trong cuộc đời, thì con sẽ có một cái tinh thần lạc quan. Thì lúc này trong cuộc đời chúng ta luôn luôn có những cái thử thách, những khó khăn, đúng không anh chị? Chúng ta luôn gặp những thử thách, những khó khăn, những trở ngại trong cuộc sống cũng như những điều thuận lợi. Tuy nhiên nếu như chúng ta không có chỉ số vượt khó, chúng ta không huấn luyện cho con mình chỉ số vượt khó, thì khi gặp một cái trường hợp khó khăn nào đó, một trường hợp nào đó trong cuộc sống nó bất như ý đi, thì nó làm cho con tụt năng lượng, làm cho con mất đi sự tự tin. Thì dần dần những cái điều này nó dẫn đến là gì ạ? Hình thành cái yếu tố tự ti ở trong bản thân con cái của chúng ta. Vậy cho nên chúng ta cần gia tăng cái chỉ số vượt khó cho con. Cái thứ tư đó là cần phải cho con nói lên được cái chính kiến quan điểm của mình. Ai cũng có những suy nghĩ, những tư duy, những cái chính kiến quan điểm khác nhau. Và nếu như chúng ta không cho con mình nói lên những cái chính kiến quan điểm của con ngay từ nhỏ, thì dẫn đến khi con đi ra ngoài đường, con sẽ không dám nói lên bất kỳ điều gì hết, con không dám thể hiện cái điều gì cả. Vậy cho nên này trong gia đình của chúng ta, khi mà gần gũi con, khi giao tiếp với con, chúng ta cần phải giúp con nói lên được cái chính kiến quan điểm của mình, đúng không ạ? Chính kiến quan điểm của mình rồi. Và cái tiếp theo đó chính là những cái sai lầm của bố mẹ, những cái sai lầm mà chúng ta đôi lúc chúng ta tưởng nó rất là bình thường, đúng không ạ? Đôi lúc chúng ta tưởng nó rất là bình thường, và đôi lúc chúng ta làm nó một cái cách rất là tự nhiên, bản năng trong cuộc sống của mình, nhưng nó lại là những cái sai lầm mà chúng ta làm cho con mất đi sự tự tin của mình. Thứ nhất đó là
chuyên gia bán than trước mặt con, tức là khi trước mặt con cái của mình chúng ta luôn than vãn, à, nào là chúng ta than là ngày hôm nay mệt quá, nào là chúng ta than những cái việc mà trong cuộc sống của chúng ta mang về nhà, chúng ta than vãn trên bàn ăn cùng với con, ví dụ có mệt quá hay là con sao là con phải lì như thế, sao con học dở như thế, à, sao con chả chứ bằng chả thế này thế kia, tức là chúng ta dạ luôn than vãn trước mặt con, than vãn với chính bản thân của con thì làm cho con thiếu đi cái sự tự tin và bản thân của con, mà con nghĩ là con tệ như vậy, và chúng ta than vãn vào cuộc sống làm cho con dạ nhìn thấy cái cuộc sống dạ nó không có màu hồng, cái cuộc sống toàn là một màu đen thôi, nào là sếp thế này, nào là lính thế kia, nào là nhân viên thế nọ, thì lúc nhà lúc này là dạ chúng ta đang dạ, đang gieo những cái điều mà tiêu cực làm cho con mất đi cái sự tự tin, mất đi sự tự tin vào cuộc sống, mất đi sự tự tin vào bản thân của con. Bởi vì sự tự tin giống như chúng ta đã phân tích, đó là từ bản thân mình, tin là cái niềm tin vào cái gì, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào chính mình, đúng không ạ, niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào chính mình. Nhưng mà nếu chúng ta là những người than vãn, con nó chưa đi ra ngoài đời, nó chưa trải nghiệm cuộc đời, nhưng mà nó chỉ nghe qua những lời kể của bố mẹ, những hành động, những hành vi của bố mẹ, mà nếu như những lời kể hành động hành vi của bố mẹ là dạ than vãn về cuộc sống, những lời kể hành vi của bố mẹ là dạ than vãn vào chính con, thì lúc này là dạ nó làm cho con mất đi niềm tin, đúng không ạ, mất đi niềm tin. Cái thứ hai là gì ạ, chúng ta luôn so sánh con nhà người ta, à, chúng ta sinh ra, mỗi đứa trẻ sinh ra cuộc đời này là một cá thể khác biệt, nó có những cái điểm mạnh khác nhau, nó có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau, và nó đều có những cái tài năng của nó. Nhưng nếu như chúng ta dạ chúng ta luôn 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 bị một cái điều là dạ chúng ta luôn so sánh con mình với con người khác, con hàng xóm luôn nhất, cái đứa bên hàng xóm nó học toán giỏi nhất, cái đứa bên hàng xóm nó học văn giỏi nhất, cái đứa bên hàng xóm nó hát hay nhất, cái đứa bên hàng xóm nó múa đẹp nhất, còn con mình là không có cái gì cả, đúng không ạ? Và chúng ta thường bị như vậy, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta so sánh điều đó với con sẽ là động lực để giúp con phát triển lên, nhưng cái điều này nó không đúng hoàn toàn với tất cả các bé. Có những bé anh chị làm như vậy thì nó lại là động lực cho con, là con phát triển tốt hơn, nhưng hầu hết khi chúng ta làm như vậy nó làm gì ạ? Cho con cảm thấy đi ạ, tự ti vào bản thân của mình, lúc nào cũng là con nhà người ta, đúng không ạ? Lúc nào cũng con là những con nhà người ta, và lúc nào con nhà người ta cũng là lũ nhất, cho nên là chúng ta phải cần loại bỏ sai lầm so sánh con mình với con người khác. Rồi cái thứ ba là gì ạ? Giận cá chém thớt đá thúng điện nè. À, trong cuộc sống của chúng ta có những lúc gì ạ? Chúng ta gặp những khó khăn, có những lúc chúng ta gặp những trở ngại ở ngoài công việc của chúng ta, ngoài xã hội của chúng ta, về mối quan hệ bên ngoài của chúng ta căng thẳng, chúng ta stress bởi vì rất là nhiều điều trong cuộc sống nó diễn ra với mình. Sao mình giận dữ ở đó ở ngoài, sao mình lại mang về nhà mình lại giận cá chém thớt, mình lại gặp con mình la con, mình mắng con, mình chửi con, đúng không ạ? Thì lúc này con nó nghĩ là nó chính là cái thùng rác, con nó nghĩ là nó chính là cái nơi để bố mẹ xả stress, con nó nghĩ nó chính là cái nơi mà để bố mẹ dạ bởi cái gì đó không vui không vẻ của bố mẹ, cái gì không tốt không đẹp của mẹ mang về bố mẹ đổ lên đầu của con, làm con phải là người chịu trách nhiệm, làm lúc này con nó sẽ giảm đi cái sự tự tin của con, đúng không ạ? Và nó nghĩ nó là chả có giá trị trên gì trên cuộc đời cả, và bố mẹ dạ luôn luôn đổ rác vào nó, và nó chính là cái thùng rác. À, một điều nữa là gì ạ? Có những người bố người mẹ hay dạ buôn dưa lê bán dưa táo với thiên hạ, tức là ngồi lê đôi mắt, ngồi chỗ này nói này, ngồi chỗ kia đi lân lê làng xóm, đụng đâu nói đó, cái gì cũng nói, cái gì cũng mang ra nói, cái điểm xấu điểm tốt điểm ấy gì của con cũng mang ra nói hết người này tới người kia. Nó làm gì ạ? Nó làm cho con sau này không dám chia sẻ với mình nữa, bởi vì con sợ rằng những cái gì mà con nói thì bố mẹ sẽ đi nói với cả thiên hạ, và lúc này cả thiên hạ đều biết, và nó có thể là những cái điều mà nó không tốt của con, những điều mà con nó xấu hổ, nó không biết chia sẻ với ai, nó chia sẻ với mình, xong rồi mình đi buôn dưa lê bán dưa táo với cả thiên hạ. Nó làm gì ạ? Nó làm cho con nó xấu hổ với người khác, con nó xấu hổ với người khác, thì nó làm cho con dạ mất đi cái sự tự tin của mình. Thì đó là những cái sai lầm lớn nhất mà chúng ta thấy đối với những bố mẹ, có thể làm cho mất đi cái sự tự tin của con. À, vậy thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm gì để chúng ta gia tăng cái sự tự tin cho con? Chúng ta làm gì để chúng ta dạ nâng cao cái sự tự tin cho con mỗi ngày? Thứ nhất đó là chúng ta luôn khen ngợi những nỗ lực và phẩm chất của con, đúng không ạ? Chúng ta luôn khen ngợi. Có nhiều bố mẹ thấy rằng là thắc mắc băn khoăn rằng là sợ quá, sợ khen con nhiều nó lại gì ạ? Nó lại tự cao, sợ khen con nhiều nó lại hư, đúng không ạ? Có bố mẹ nào đã từng có suy nghĩ giống như vậy, hay là cũng từng có thấy những người xung quanh của mình có suy nghĩ như vậy không ạ? Không khen con nhiều, khen con là sợ con hư,
Thì mình hãy comment số 1 ạ. À. À, có bố mẹ nào mình đã có từng có những suy nghĩ như vậy hay là mình đã thấy những người xung quanh của mình giống như vậy thì mình hãy comment số 1 ạ. À. Đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi có một số người cũng nghĩ như vậy đúng không ạ? Nhưng cái vấn đề nó không phải nằm ở cái việc cho chúng ta khen con hay không, mà là vấn đề đó là vấn đề nằm ở chỗ chúng ta chưa biết cách khen con. Chúng ta chưa biết cách khen con như thế nào là đúng. Chúng ta chưa biết cách khen con như thế nào để tạo thành cái động lực cho con phát triển lên, chứ không phải là cái điều để con tự tin, tự cao, cái điều để khiến con tự cao, đúng không? Vậy thì dạ, khen con thì khen vào gì? Khen vào sự nỗ lực, khen vào phẩm chất của con. À, con rất là tuyệt vời, mẹ thấy rất là tuyệt vời bởi vì con đã nỗ lực ngồi ở đây 30 phút vừa qua để con vẽ bức tranh này. Đúng không ạ? À, con là một đứa trẻ rất là siêng năng, à, con là một đứa trẻ rất là hiếu thảo bởi vì con đã giúp phụ giúp bố mẹ thế này, phụ giúp bố mẹ thế kia, vân vân. Được không ạ? Chúng ta khen phải khen vào sự nỗ lực, khen vào phẩm chất của con. Đừng có khen nhiều vào kết quả của con. Nhưng mà đừng khen vào cái nhà con là số 1 á, đúng không? Con là cái này không ai làm hơn con đâu, ví dụ như vậy. Mình không có khen vào những cái kết quả của con, đúng không? Mà hãy khen vào sự nỗ lực của con, cái phẩm chất của con mà con đang có. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Mô tả những gì mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta khen con thì chúng ta cần mô tả những gì chúng ta cần thấy. Chúng ta đừng khen sáo rỗng. À, chúng ta đừng khen ở con rất là tuyệt vời. Trời, con tôi nó tuyệt vời lắm. Con tôi nó giỏi lắm nhưng hỏi tuyệt vời cái gì không biết, giỏi cái gì không biết. Được không ạ? Chúng ta cần phải mô tả những gì chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta khen con bằng cách thì chúng ta mô tả những gì chúng ta nhìn thấy. Thì lúc này con nó thấy dạ, chúng ta có sự quan sát với nó, chúng ta có sự ghi nhận với nó. Và nó thấy rằng là dạ, chúng ta khen nó đúng với những gì mà nó đang làm thì nó sẽ cảm thấy nó tự tin hơn. So với có rất nhiều bố mẹ con mình nó không giỏi, không tốt lắm, nhưng mà chúng ta khen, nhưng mà chúng ta khen quá sức, được mà khen đưa nó, ví dụ là con làm được một, khen tới 5 10 thì nhiều khi các anh chị đã làm cho những đứa trẻ nó cảm thấy xấu hổ với chính cái kết quả của nó. À, nó nghĩ trong đầu nó, ủa mình làm được có một tí xíu đó mà sao mày nói dữ vậy ta, cái gì vậy? Thì lúc này dạ, nó tự xấu hổ với những cái kết quả của nó, làm cho nó là nó mất đi sự tự tin khi đi ra bên ngoài, bởi vì nó thấy rằng những cái gì mẹ nó nói không có đúng, những cái gì là sự thật, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là dạ, chúng ta mô tả những gì chúng ta cảm thấy. Có rất nhiều bố mẹ là muốn con làm cái này, muốn con làm cái kia, nhưng mà chúng ta cứ đưa ra những cái câu hiệu lệnh để con phải làm. À, nhưng mà cái cách tốt nhất đó là khi anh chị khen con hay là anh chị nói chuyện với con, anh chị sẽ mô tả những cái gì mà mình cảm thấy, đúng không ạ? À, mẹ cảm thấy rất là buồn bởi vì ngày hôm nay con đã không tập trung học tập và điểm số của con không được cao. Mẹ cảm thấy rất là buồn bởi vì ngày hôm nay con đã không thực hiện cái việc nhiệm vụ nhiệt quyết nhà của mình. À, mẹ cảm thấy rất là buồn bởi vì thời gian vừa qua con không có tập trung vào việc học của mình, thì không biết có cái điều gì xảy ra với con không, ví dụ vậy. Thì chúng ta gì ạ? Cần nói lên cái cảm xúc của mình. Bởi vì chúng ta đừng nghĩ rằng là bất kỳ ai cũng có thể hiểu mình, đúng không ạ? Mẹ phải hiểu con phải hiểu mẹ, chồng phải hiểu vợ, vợ phải hiểu chồng. Không, không có ai có thể hiểu được cái cảm xúc của người khác một cách chính xác cả, đúng không ạ? Và đôi lúc chúng ta không có cái khả năng EQ cao thì nó dẫn đến là gì ạ? Chúng ta không thể hiểu cảm xúc của người kia. Người ta đang buồn mình nghĩ là đang vui, người ta đang vui mình nghĩ là người ta đang buồn. Thì lúc này mình cần phải nói lên được cái cảm xúc của mình cho con, để con nó sẽ biết là cái cảm xúc của mình thực sự là gì, vui buồn tức giận hay là tự hào hay là gì như thế nào với con. Thì khi con nó biết cái cảm xúc đó, nó cũng giúp cho con dạ, gia tăng cái trí tuệ EQ của con lên, trí tuệ cảm xúc của con lên. Vậy cho nên nếu bố mẹ có vui thì hãy nói về cảm xúc của mình, cái điều mà mình cảm thấy với con. Nếu bố mẹ có buồn thì hãy nói cái điều mình cảm thấy với con, để dạ, để con có thể làm theo, để con có thể dạ nghe lời của bố mẹ chúng ta. Tiếp theo một điều nữa là dạ, đó là dạ hãy khen kết quả, hãy dạ hãy đúc kết cái hành vi đáng khen của con thành một từ. Nếu chúng ta nói nhiều quá thì con nó cũng không hề biết là chúng ta đang nói cái gì, cho nó bị lan man. Mà có nhiều đứa trẻ mà logic nó không tốt, nó không hiểu, là nhiều đứa trẻ mà cái khả năng ngôn ngữ nó không cao, nó không hiểu. Thì lúc này là chúng ta khen con bằng để đúc kết thành một cái từ, một cái từ nào đó, một cái từ khóa nào đó. Con của bố mẹ rất là thông minh, à, con của bố mẹ rất là chăm chỉ, con của bố mẹ rất là siêng năng, con của bố mẹ rất là khỏe mạnh, con của bố mẹ rất là xinh đẹp, ví dụ như vậy. Thì lúc này chúng ta hãy gì ạ? Đúc kết cái những cái lời khen mà chúng ta dành cho con của chúng ta thành một từ để chúng ta nói, để nó tạo ra cái gì ạ? Cái sự lưu dấu cho con tốt hơn, nó tạo ra gì ạ? Cái sự cảm xúc của con cho con tốt hơn là chúng ta nói tràn lan đại hải, đúng không ạ? Vậy thì một
Vậy thì đây là những cái sai lầm của bố mẹ trong việc làm cho con mất đi cái sự tự tin của mình, và là những cái điều mà chúng ta nên làm để chúng ta giúp cho con gia tăng sự tự tin. Luôn khen ngợi vào sự nỗ lực phẩm chất của con, luôn mô tả những điều mà chúng ta đã nhìn thấy con làm, luôn nói lên những cái điều mà chúng ta cảm thấy về con, và đúc kết những cái hành vi đáng khen của con thành một cụm từ, đúng không ạ? Những hành vi đáng khen của con thành một cụm từ. Rồi, và cái sự tự tin nó đến từ gì ạ? Nó đến từ cái nội lực bên trong, nó đến từ cái cảm xúc của chúng ta. Vậy cho nên là gì ạ? Để mà chúng ta giúp cho con cái của chúng ta trở thành một đứa trẻ tự tin thì chính gì ạ? Chính bản thân bố mẹ của chúng ta, đúng không ạ? Bố mẹ phải có được cái sự bình tâm, bố mẹ phải có sự bình tâm, tức là khi đối diện với những cái sự việc trong cuộc đời của mình, những cái sự việc trong cuộc sống của bố mẹ của mình, thì bố mẹ cần thể hiện cho con thấy được cái sự bình tâm của bố mẹ, thì từ đó giúp cho con gia tăng sự tự tin. Ví dụ như lúc nhỏ khi chúng ta thấy con trèo lên một cái gì đó cao, thì chúng ta cũng phải cần bình tĩnh và cần có sự bình tâm để chúng ta quan sát và đảm bảo sự an toàn cho con trải nghiệm, chứ chúng ta đừng vội vã là thấy con mới trèo lên một cái cao, con coi thằng té té, chúng ta la thoáng toán loạn lên, chúng ta hoảng hốt lên, thì nó lại nó làm cho con lưu giấu cái cảm xúc đó, lưu giấu cái sự việc đó tiêu cực đó vào não bộ của con, bởi vì tiềm thức nó ghi dấu bằng bằng cảm xúc, đúng không chị? Bằng cảm xúc. Cho nên là nếu cái cảm xúc của chúng ta lúc đó hoảng loạn, đúng không ạ? Lo lắng hoảng loạn thì lúc này nó làm gì? Nó làm cho con lưu giấu cái cảm xúc đó, và con thấy rằng cái việc đó, cái việc trèo đó là một cái sự rất là hoảng loạn, rất là lo sợ, rất là lo lắng, thì lúc này nó dẫn đến lớn lên con nó cũng sẽ bị là cái cảm xúc đó nó sẽ theo con suốt cả cuộc đời của con, nếu như không có ai gỡ cho con, không phải tăng của con không gỡ được những cái tiêu cực, cái cảm xúc tiêu cực đó, thì nó làm cho con mất đi sự tự tin. Cho nên đối với chúng ta, nếu chúng ta mong muốn cho con sự tự tin thì bố mẹ phải là một người bình tâm trong mọi sự việc trong cuộc sống, đúng không ạ? Bố mẹ bình tâm thì con cái sẽ bình tâm, đúng không ạ? Bố mẹ bình tâm thì con cái của chúng ta nó sẽ bình tâm. Bố mẹ mà gặp một cái sự việc gì luôn hoảng loạn lên thì con nó cũng hoảng loạn lên, bởi vì chúng ta chính là tấm gương phản chiếu cho con, đúng không ạ? Chúng ta là chính là cái tấm gương để các con noi theo, đúng không ạ? Và con người của mình nó có hệ thần kinh, neuron thần kinh gương, giống như bữa đầu tiên em chia sẻ, đúng không ạ? Con cái mình nó sẽ học hỏi sao chép bất kỳ những cái gì mà bố mẹ hành xử, lời nói, hành vi, hành động của bố mẹ. Rồi, cái thứ hai là gì? Làm thế nào để con có sự tự tin? Khi mà con nó cảm thấy an toàn, đúng không ạ? Khi mà con nó cảm thấy nó an toàn thì nó sẽ gia tăng cái sự tự tin cho con. Ví dụ khi con làm một cái gì con cảm thấy an toàn, ở bên sau, ở phía sau luôn luôn có bố mẹ hỗ trợ mình. Khi làm một cái việc gì đó con cảm thấy là con có khả năng để làm việc đó, và nó không có rủi ro gì xảy ra cả, không có cái gọi là thất bại, nó chỉ là bài học của con thôi, là sự trải nghiệm của con thôi, thì khi con nó đảm bảo được cái sự an toàn trong tâm trí của con, đảm bảo an toàn trong cái bối cảnh của con đang hoạt động, thì con sẽ gia tăng được cái sự tự tin của con, đúng không anh vậy? Ví dụ mình kêu con leo những cái thử thách, ví dụ bé nhạc lên đi, Linh lúc từ lúc nhỏ Linh cho nó chơi những cái trò chơi leo dây thử thách đồ vân vân, và lúc nào Linh cũng là con làm được, ba biết Minh Xu làm được mà con làm đi, có ba ở đây rồi, đúng không? Thì lúc này là gì ạ? Con nó cảm thấy cái việc này có vẻ nó nguy hiểm, nhưng cái việc này có ba mình đứng ở này rồi, có ba hỗ trợ rồi, cho nên nó là mình cảm thấy an toàn mà mình có thể làm, và khi mình chặt chân chặt tay gì đó thì lúc này có ba đỡ mình, thì lúc này đứa trẻ nó sẽ cảm thấy nó rất là tự tin, bởi vì phía sau của nó có bố có mẹ luôn luôn tin tưởng vào nó, có bố có mẹ luôn luôn hỗ trợ nó. Cho nên khi mà Misu nó làm những cái đó nó luôn là ba hỗ trợ con nha, có ba hỗ trợ rồi con làm được mà, có ba hỗ trợ con rồi mà, thì lúc này nó giúp gia tăng cái sự tự tin của con mình lên, đúng không ạ? Vậy cho nên cái điều quan trọng mà để chúng ta giúp gia tăng sự tự tin của con đó là chúng ta phải là những người bố người mẹ bình tâm trước mọi cái nghịch cảnh, trước mọi cái sự việc trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải bình tĩnh đối diện, bình tĩnh xử lý, bình tĩnh giải quyết, thì sau này con cái của mình nó cũng giống như vậy. Bố mẹ, nếu như bố mẹ là những người quá nghiêm khắc, nếu chúng ta là những người bố người mẹ quá nghiêm khắc, sai cái gì con sai cái gì là quát mắng phạt con sai cái gì là la chửi con, thì lúc này dần 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 thì ban đầu chúng ta la chúng ta chửi thì con nó nghe lời, đúng không ạ? Nó nghe lời, nhưng nó nghe lời sao? Có nhiều bố mẹ nói phải la nó mới chịu nghe con, nhưng anh chị không ai có thích chịu la cả,
đúng không? La mà nó chịu nghe thì dẫn đến là mai mốt con mình nó ra đời nó đi làm việc là nó phải chờ sếp nó la nó mới làm mà, đúng không? Và khi mà chúng ta la quá, chúng ta nghiêm khắc quá, chúng ta đưa ra những hình phạt cho con nhiều quá, dẫn đến là gì ạ? Con sợ hãi. À, con làm việc đó bởi vì con sợ, chứ không phải con làm việc đó bởi vì con hiểu tại sao con làm việc đó. Con làm việc đó không phải bởi vì cái sự tự lập tự chủ của con, mà con làm việc đó bởi vì bố mẹ bắt con phải làm việc đó. Và nếu không làm, bố mẹ phạt, bố mẹ đánh, bố mẹ đập, bố mẹ chửi, làm cho con giờ con sợ những cái điều đó cho nên con phải làm, được không ạ? Thì điều này nó làm cho con mai mốt con mình nó sẽ trở thành một người nô lệ, được không ạ? Nó trở thành một người nô lệ và nó không gia tăng được cái tính tự lập tự chủ với con. À, nhưng có những bố mẹ là tại vì à, rất dễ dãi với con. À, con đòi cái gì cũng cho, con đòi cái gì cũng được, con thế nào con là trên hết, con nói cái gì cũng ok. Thì lúc này bố mẹ dễ dãi quá thì nó dẫn đến là hình thành nên con một cái sự tự tin, cái tự cao, cao ngạo, ngông cuồng, đúng không? Coi mình là ông chúa bà hoàng, coi mình là người có thể nói cái gì ra là đạt được cái điều đó, nói gì ra là người ta phải đáp ứng cái mình được cái điều đó. Thì đây là cái điều mà bố mẹ rất sợ khi khen con, đúng không ạ? Bố mẹ rất sợ khen con. Cho nên hồi nãy chúng ta đã biết là cái cách làm thế nào để chúng ta khen con nhưng vẫn đạt được hiệu quả và không làm cho con tự cao, đúng không ạ? Nhưng bố mẹ dễ dãi quá, cái gì của con cũng đáp ứng con sẽ làm cho con trở nên ngông cuồng. Và cho nên khi con nó xin cái bố mẹ cái gì hay nói bố mẹ cái gì, mặc dù anh chị đã muốn cho rồi nhưng anh chị phải hỏi lại con là con làm cái điều đó nó đạt được cái điều gì cho con làm cái điều đó nó giúp ích được gì cho con, thì nó sẽ giúp cho con cái của chúng ta gia tăng cái khả năng tư duy logic, gia tăng cái khả năng ra quyết định, gia tăng cái khả năng độc lập tự chủ của con, đúng không ạ? Và gia tăng cái tính mục tiêu của con lên. Vậy cho nên bố mẹ nghiêm khắc quá cũng không được, mà bố mẹ dễ dãi quá cũng không được, đúng không ạ? Vậy bố mẹ cần là gì? Bố mẹ cần là một người bố mẹ bình tâm sẽ giúp con tự tin. À, khi con nó làm một cái gì sai thì chúng ta phải bình tâm tìm hiểu à lý do tại sao nó sinh ra cái việc này, à tại sao ví dụ nó rớt cái ly, nó để cái ly, à con có sao không, à tại sao con lại làm rơi ly vậy, ví dụ như vậy, đúng không ạ? À, cái lý do gì mà con bị rớt cái ly vậy, chúng ta phải hỏi con, đúng không ạ? Chúng ta bình tâm trong từng việc, từng sự việc, từ sự việc, bởi vì những sự việc đó nó đã diễn ra rồi, các anh chị có la, có đánh, có mắng, có chửi thì cũng không có tác dụng gì với con. Việc của chúng ta là giúp con rút ra bài học ngay lúc đó. Và để con rút ra bài học thì việc đầu tiên chúng ta còn phải đồng cảm với cảm xúc của con, sau đó chúng ta hỏi con ra cái bài học con rút ra là gì, đúng không ạ? Phải để con rút ra được bài học, thì khi con rút ra bài học chính là con đã lớn lên. Anh chị đồng ý không ạ? Trong mọi sự việc nếu chúng ta giúp con nhận ra bài học của con, trong sự việc mà bất như ý, cái sự việc chưa đạt được kết quả như mình mong muốn, thì chính là lúc chúng ta đang giúp cho con lớn lên mỗi ngày. Anh chị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì mình comment số 2 ạ. Cái việc của bố mẹ của chúng ta là luôn luôn đồng hành cùng với con, giúp con nhận ra bài học, đúng không ạ? Những thuận lợi trong cuộc sống nó giúp cho bạn mạnh mẽ, đúng không ạ? Những kết quả tốt trong cuộc sống nó giúp bạn mạnh mẽ, nhưng những thử thách trong cuộc sống thì nó giúp cho bạn mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Nó giúp cho bạn mạnh mẽ hơn. Và khi mà những cái thử thách đến với con càng nhiều càng tốt, lúc nhỏ nhiều thử thách đến với con càng nhiều càng tốt, nhiều cái gọi là không đạt được kết quả tốt, nhiều cái thất bại nó đến với con càng tốt, bởi vì như vậy chúng ta có cơ hội, đúng không ạ? Chúng ta có cơ hội để giúp con vượt qua những khó khăn nghịch cảnh trong cuộc sống nếu nó diễn ra với cuộc đời của con, thì chúng ta có cơ hội để huấn luyện con, có cơ hội để cài đặt những cái mô thức xử lý công việc, những cái mô thức thành công cho con, thì dẫn đến là lớn lên sau này dù có bất cứ một cái điều gì xảy ra, dù có thể chúng ta không còn ở bên con của mình nữa, nhưng con của mình nó sẽ đối diện với một cuộc sống bằng một cách với cuộc sống bằng một cái sự tự tin, bằng với cái khả năng giải quyết vấn đề, cái năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống của con, cái năng lực học tập của con, đồng ý không ạ? Và cho nên bố mẹ cần phải có sự bình tâm trước mọi cái sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Đây, vậy như hồi bữa em chia sẻ với anh chị, cái cảm xúc nó đến từ cái gì? Cái cảm xúc của một con người của chúng ta, cái niềm tin nó chính là cái sự tự tin, đó là cảm xúc, đúng không vậy? Cảm xúc mình cảm thấy là gì ạ? Tự tin, hoặc là cảm xúc mình cảm thấy sợ hãi, thì sự tự tin nó chính là cái cảm xúc con người của chúng ta. Mà cảm xúc thì nó đến từ ba yếu tố, thứ nhất là ngôn ngữ hình thể, thứ hai là trạng thái thể lý, và thứ ba là điểm tập trung. Vậy ngoài cái việc chúng ta mindset từ trong đầu của chúng ta, cái cách chúng ta giao tiếp cùng với con, đúng không ạ? Bằng cái sự tự tin, ghi nhận sự tự tin của con, khen ngợi, động viên, khích lệ con, vân vân, thì những cái mindset đó, những cái hành vi đó, những cái suy nghĩ tư duy đó của chúng ta, thì chúng ta còn làm cái gì nữa để cho con xây dựng tự tin, để giúp con gia tăng sự tự tin, thì đó chính là ngôn ngữ hình thể. Đó chính là ngôn ngữ hình thể. Chúng ta huấn luyện cái ngôn ngữ hình thể cho con
chúng ta giả giúp cho con tạo ra cái ngôn ngữ hình thể để tạo ra cái sự tự tin cho con. Bởi vì anh chị thấy không ạ, nếu như chúng ta đứng thẳng, chúng ta ngồi thẳng, lưng thẳng, thì lúc này chúng ta sẽ gia tăng được cái năng lượng sự tự tin của chúng ta lên, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn. Nếu một ngày nào đó anh chị cảm thấy mất đi sự tự tin của mình hay đang lo lắng, anh chị hãy đứng thẳng người lên đúng không ạ, thẳng lưng lên, chống hai tay lên mạnh, ưỡn ngực lên. Anh chị đứng trong tư thế này 2 phút đúng không ạ, 2 phút, thì anh chị sẽ thấy là anh chị sẽ lấy lại được cái sự tự tin, cái sự bình tĩnh của chính bản thân của mình. Và anh chị phải trải nghiệm thử đúng không ạ. Và khi anh chị trải nghiệm, anh chị thấy cái điều này đúng, thì lúc này anh chị áp dụng với con cái của mình. Hãy chỉ cho con rằng khi con nào con mất đi sự bình tĩnh, khi nào con thiếu đi sự tự tin, hãy đứng hai tay chống vào hông của mình, đứng ưỡn ngực lên, đầu ngẩng cao lên đúng không ạ, đứng trong tư thế này, hít thở sâu trong vòng 2 phút thì nó giúp con lấy lại sự tự tin của mình. Kể cả khi mà chúng ta lên lớp đúng không ạ, trước khi giờ vào bài chúng ta rất là lo lắng, con rất là lo lắng, thì kêu con hãy ngồi thẳng lên đúng không ạ, để nó giúp cho gì ạ, trạng thái cơ thể của con quay trở lại sự tự tin. Và con sẽ nhớ lại những cái kiến thức con đã học ngày hôm qua ở nhà, đã ôn tập ngày hôm qua ở nhà. Bởi vì có rất nhiều đứa trẻ nó mất đi sự tự tin, ở nhà nó ôn tập rất tốt rồi, nó học rất tốt rồi, nhưng nó không hiểu lý do tại sao nó lên lớp bắt đầu thầy kêu do bài cái tự nhiên nó quên hết, không còn chữ nào. À, thầy kêu là kiểm tra nó quên hết, không còn chữ nào, kiểm tra xong thì nó nhớ. Anh chị có thấy hồi xưa chúng ta cũng có đôi lúc chúng ta bị giống như vậy không ạ? Hoặc có những người xung quanh của chúng ta bị giống như vậy không ạ? Họ học hết rồi, học thuộc hết rồi, nhưng tự nhiên lên dò bài cái tự nhiên cái trong cái khoảng khắc đó chúng ta quên hết đi những cái gì mà chúng ta có, xong qua khoảng khắc đó cái chúng ta nhớ lại tất cả đúng không ạ. Bởi vì đó là trạng thái cơ thể của chúng ta. Khi cái trạng thái cảm xúc của bạn ở cái trạng thái tự tin thì bạn sẽ ghi nhớ hết tất cả những gì bạn có đúng không ạ, nhưng khi ở trạng thái sợ hãi thì tự nhiên bạn quên đi hết, bởi vì lúc này trong người bạn nó chỉ có cảm xúc sợ hãi thôi. Vậy thì chúng ta chỉ tập cho con mình những cái trạng thái ở cái tự tin trước khi lên sân khấu, đứng vươn vai đúng không ạ, đứng vươn vai, tập những luyện những cái động tác để gia tăng sự tự tin, thẳng người thẳng vai, hít thở sâu trước khi mà lên thầy dò bài, thầy vô lớp đúng không ạ, hãy ngồi thẳng lưng lên, đừng có ngồi khom dày. À, vô lớp có nhiều bạn cứ ngồi khom dày sợ thầy cô dò bài, cứ ngồi khom dày, cái tư thế này là cái tư thế nó gây ra cái sự sợ hãi, nó gây ra sự thiếu tự tin, thì lúc này tự động mình có cảm giác là mình không thuộc bài, và lên thầy kêu, lỡ mà thầy kêu mình lên thì mình cũng không thuộc bài luôn đúng không ạ. Cho nên phải ngồi thẳng lên, hít thở sâu, ngồi thẳng vươn vai, hít thở sâu. Dạ đúng rồi chị, còn à, vươn vai hít thở sâu vui vẻ đúng rồi. Thì lúc này nó giúp gia tăng cái sự tự tin cho con cái của mình ha. Rồi vậy ngôn ngữ hình thể là gì? À, hồi xưa em đi em cũng khom khom, mà khi mà em biết là bắt đầu là mình đi mình đứng thẳng lên, đặc biệt là vô kem được huấn luyện những cái tư thế đứng, tư thế đi của mentor, và đứng đi như vậy dần 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 nó hình thành nên cái tướng đứng tướng đi của mình, luôn luôn cảm thấy là tự tin vào bản thân của mình, nó giúp cho mình gia tăng sự tự tin của mình đúng không ạ. À, vậy ngôn ngữ tự tin nó đến từ nhà ánh mắt, cái biểu cảm của mình, và nó đến từ trang phục của mình đúng không ạ. Một người ăn mặc lộn xộn thì họ sẽ không tự tin. À, anh chị có thấy là có chính bản thân của mình khi mà mình mặc lên một cái bộ đồ mà nó đắt tiền, một bộ đồ hiệu, mà một bộ đồ mà mình cảm thấy rất là nhiều người khen đẹp, thì khi mình mặc những bộ đồ đó mình cảm thấy tự nhiên sao mình tự tin hơn ngày không anh chị? Anh chị có thấy vậy không ạ? À, anh chị nào thấy vậy thì mình comment số 3 ạ. À, bình thường mình mặc đồ rất bình thường, nhưng tự nhiên ngày đó tới ngày lễ hay ngày gì đó thì tự nhiên mình đã khoác lên cái bộ đồ mà mình yêu thích, cái bộ đồ mà đồ hiệu nữa, thì tự nhiên ủa sao mình đi ra ngoài mình thấy có vẻ hiên ngang tự tin, mình tới đám đông, mình tới đi họp lớp vân vân, mình có vẻ thấy vẻ hiên ngang tự tin đúng không vậy. Và cho nên là trang phục, à, trang phục nó sẽ quyết định, nó cũng quyết định một phần nào đó về cái yếu tố sự tự tin của mình đúng không ạ. Đó là lý do tại sao những người giàu họ xài đồ hiệu đúng không vậy. Hồi xưa mình không biết tại sao những người giàu xài đồ hiệu, và hồi đó mình còn nói rằng là mày đồ cái đồ phí tiền, mặc cái bộ đồ gì mà cái áo 2-3 triệu, mặc chi cái áo 2-3 triệu, ta mua cái áo có 200.000 ta mặc cũng được. Có anh chị nào có suy nghĩ vậy không ạ? À? Hồi xưa em có suy nghĩ vậy anh chị, 1-2 triệu để mua 5-6 cái áo mặc, mua một cái áo mặc 2 triệu nó đâu có đẻ ra được cái gì đâu mà mặc. À, nhưng mà chúng ta không hiểu rằng là khi họ khoác trên vai của mình, họ khoác trên người của họ cái bộ trang phục đồ hiệu như vậy, nó làm cho họ cảm thấy vô cùng tự tin, bởi vì giờ họ thể hiện họ là một người giờ có khả năng chi trả cho những cái điều trong cuộc sống của mình, nếu họ có khả năng là giờ xài những cái đồ mà những người khác không phải ai cũng xài được, chỉ có những người thành công, chỉ có những người giàu có mới có thể xài những bộ đồ đó, và tôi xài cái trang phục đó thì tôi là thuộc cái top người như vậy, và họ tự tin hơn đúng không ạ.
Và cái thứ hai không phải là mình khoác cái đồ nhiều tiền là được, mà bây giờ mình cái đồ bộ đồ đó, bộ trang phục đó phù hợp với mình, nó làm cho mình cảm thấy mình đẹp hơn, nó làm cho mình cảm thấy mình xinh hơn, thì lúc này nó sẽ gia tăng sự tự tin. Vậy con mình cũng vậy các anh chị ha. Vậy cho nên là hãy để con lựa chọn những cái bộ đồ mà con thích, lựa chọn đồ mà con thích mặc, đồ mà con cảm thấy tự tin. Ví dụ bé nhà lên là hơn 1 năm nay là đi học là luôn luôn nhà tự lựa đồ, tự lựa quần áo mà tự mặc thôi, chứ không có bố mẹ nào mặc cả. Nhưng mà nhiều khi nó phối đồ nhìn thấy cũng thắc cười lắm đó, hài hước lắm đó. Nhưng mà dạ mình vẫn để con làm, bởi vì cái điều đó nó không quan trọng. Mà quan trọng là gì? Cái đó là cái trang phục mà con thích, cái đó là cái trang phục mà con cảm thấy con tự tin. Thì khi con mặc cái bộ trang phục đó đi lên trường thì con sẽ cảm thấy vô cùng tự tin với bản thân của con, đúng không ạ? Thì nó gia tăng cái yếu tố sự tự tin cho con rồi. À, và một cái yếu tố trong ngôn ngữ hình thể đó chính là ánh mắt, đúng không ạ? Ánh mắt nó sẽ biểu hiện cái sự tự tin của chúng ta hay không. Nếu ánh mắt của chúng ta khi nói chuyện với một ai đó chúng ta đá qua đá lại láo liên, thì người này có tự tin không anh chị? Không, đúng không? Họ thể hiện bên trong của họ nó có thiếu đi cái sự tự tin, thì ánh mắt của họ nó sẽ đá qua đá lại, nó không có một cái điểm tập trung. Vậy thì cái biểu lộ ánh mắt nó sẽ thể hiện cái sự tự tin của mình hay không. Vậy cho nên là chúng ta hãy luyện cho con cái của mình cái ánh mắt, cái biểu cảm của ánh mắt của con, để giúp cho con khi nói chuyện với người khác con sẽ giao tiếp bằng mắt, khi nói chuyện với người khác con sẽ tự tin, thể hiện sự tự tin của con qua ánh mắt của con. Còn luyện ánh mắt như thế nào thì chúng ta biết rằng là cái ánh mắt của mình, đúng không ạ? Hãy luyện ánh mắt giống như là chúng ta đi kem thì chúng ta sẽ được luyện ánh mắt đại bàng, hay là chúng ta học những cái mô đun về thuyết trình về master speaker vân vân, anh chị sẽ được luyện cái ánh mắt của mình để gì ạ? Mình có thể dùng vũ khí rất là quan trọng trong cuộc đời của mình, một cái vũ khí rất là mạnh trong giao tiếp của mình đó chính là ánh mắt, đúng không ạ? Và khi chúng ta luyện ánh mắt thì chúng ta giúp cho gì ạ? Con cái mình giao tiếp, luyện cho con cái mình ánh mắt, giúp con cái mình giao tiếp tốt hơn, giao ta giúp cho con mình và tự tin hơn, giúp cho con mình và thể hiện được những cái biểu cảm của con qua ánh mắt để thuyết phục được người khác, để truyền đải thông điệp của con đến với người khác, đúng không? Thì đó chính là biểu cảm của ánh mắt. Nè, và ánh mắt thì phải nhìn thẳng, đúng không? Tươi cười, trang phục thì phải phù hợp và sạch sẽ. Rồi, bắt đầu âm thanh đúng không? Âm thanh khi chúng ta nói cái âm thanh, tức là cái ngữ điệu, ngôn ngữ hình thể, rồi trong giao tiếp của mình một cái điều quan trọng nữa đó là gì? Ngữ điệu, đúng không? Cái ngữ điệu, cái tông giọng khi chúng ta nói chuyện với người khác, cái tông giọng của chúng ta là tông giọng cao thấp hay trầm hay bổng, đúng không? Thì nó sẽ thể hiện cái sự tự tin của mình ra, nó thể hiện sự tự tin của mình. Thì trong âm giọng nó có cường độ to hay nhỏ, đúng không? Nó có cao độ là cao hay thấp, tông cao hay là tông thấp, tông trầm hay là tông thanh, đúng không? Và trường độ, tức là chúng ta nói nhanh hay là nói chậm, đúng không? Nói nhanh hay là nói chậm. À, các anh chị thấy em á, là thường em nói rất là nhanh, đúng không? Nhưng mà khi mà em giao tiếp với những cái đơn vị khác trong giáo dục á, họ tư vấn cái gì cho mình họ nói nhanh dữ lắm anh chị, nó nhanh còn gấp rưỡi gấp đôi em, đúng không? Gấp rưỡi gấp đôi em. Rồi vậy thì khi âm thanh này thì chúng ta chỉ cho con mình nói chuyện là dạ, nói chuyện phải nói to rõ ràng, đúng không anh chị? Nói to rõ ràng, đừng nói nhỏ quá, nói nhỏ nói lý nhí thì nó thể hiện cái sự thiếu tự tin của mình, đúng không ạ? Và khi nói chuyện thì chúng ta phải điều chỉnh tông độ tông giọng cho nó phù hợp trong cái ngữ cảnh chúng ta nói chuyện với người khác, lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng, đúng không ạ? Khi chúng ta nói một cái điều gì đó để gia tăng truyền động lực cho người khác, gia tăng sự tự tin cho người khác thì chúng ta hãy nói tông cao. Mà khi chúng ta nói những cái điều gì đó thủ thỉ nhỏ to tâm sự mà muốn đi vào tiềm thức của con, tiềm thức của người kia thì chúng ta hãy nói tông trầm, đúng không ạ? Cho nên anh chị thấy là những người coaching mà khi họ làm những quy trình họ phải nói tông trầm, đúng không ạ? Và bây giờ bạn hãy hình dung rằng đó, ví dụ giống như vậy, cho nên anh chị thấy nghe thấy những bài thiền, những bài coaching thì anh chị thấy là cái tông giọng trầm, bởi vì theo nghiên cứu khoa học tông giọng trầm nó sẽ đi vào tiềm thức của mình, đi vào não bộ của mình nhanh hơn, đúng không ạ? So với những cái tông giọng cao, những tông giọng trép thì nó sẽ không đi vào. Vậy cho nên chúng ta biết rằng khi nào chúng ta truyền động lực thì chúng ta hãy đi lên tông giọng cao, đúng không ạ? Cường độ cao, tông độ cao lên để cho người khác cảm thấy cái năng lượng của mình để mình có thể truyền động lực cho họ. Rồi trường độ chúng ta sẽ nói nhanh hay nói chậm, chúng ta sẽ già tùy vào đối tượng, họ nói nhanh mình nói nhanh, họ vào chậm mình nói chậm, đúng không? Và khi nào mình cần nói nhanh thì mình sẽ nói nhanh, được không? Khi nào mình cần nói chậm, từ tốn, để cho người ta tiếp nhận những ngôn từ, những thông tin của mình, họ có thời gian họ suy nghĩ ở trong đầu, họ tự vấn trong đầu của họ, thì chúng ta sẽ nói chậm lại, từ từ lại, đúng không? Và cho nên chúng ta cần phải rèn luyện cho con cái của mình những cái điều này. Rồi một cái điều nữa là gì ạ? Chúng ta luyện tập cho con cái của mình cái khả năng tự lập, khả năng phản ứng nhanh, hùng biện, đúng không ạ? Tự lập, phản ứng nhanh, hùng biện cho con cái của mình.
Ngay từ nhỏ chúng ta phải cho con mình nói lên những cái chính kiến quan điểm, cho con mình giải thích về những cái quyết định của con, cho con mình giải thích về những cái điều mà con muốn làm, hùng biện về cái ước mơ của con, kể về ước mơ của con, vân vân, đúng không ạ? Chúng ta phải cho con luyện tập những cái điều đó, nói những cái điều đó, thể hiện những điều đó trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta phải cần luyện tập con cái này. Và một cái điều quan trọng nữa đó là để gia tăng sự tự tin của con thì chúng ta cần luyện tập cái sự tự lập cho con ngay từ nhỏ. Hãy để con làm những việc mà con có thể làm, hãy để con ra những cái quyết định trong cuộc sống của con, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của con thì hãy cho con được cái quyền ra quyết định, đúng không? Tự chủ được quyền ra quyết định trong những cái quyết định của con, cho con nói lên chính kiến quan điểm của mình, luôn luôn khen ngợi động viên khích lệ con dựa vào những cái nỗ lực và phẩm chất của con, đúng không? Thì đó là những cái điều dạ chúng ta phải gia tăng, giúp gia tăng cái sự tự lập cho con, gia tăng cái khả năng hùng biện về một cái vấn đề gì con muốn nêu ra với chúng ta, tập cho con cái khả năng phản ứng nhanh trong cuộc sống khi có một cái sự việc gì diễn ra chúng ta xử lý như thế nào, bài học con rút ra là sao, nếu con thì con sẽ làm như thế nào. Thì chúng ta liên tục dùng những cái đó, những cái mô thức đó, những cái câu hỏi đó chúng ta cài đặt cho con, dần 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 nó sẽ đưa vào tiềm thức của con cái quy trình đó, cái mô thức đó, cái hành động đó. Khi gặp một sự việc gì con luôn hỏi rằng là làm thế nào để chúng ta có thể làm việc này đạt kết quả tốt nhất, mục tiêu của chúng ta là gì, cái việc này nó có giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu của mình hay không ta. Là khi làm có kết quả tốt thì tự khen ngợi, tự ghi nhận chính bản thân của mình. Nếu như kết quả chưa được tốt thì hỏi lại là bài học mình rút ra là gì ta? Nếu lần sau mình làm lại mình sẽ làm như thế nào cho nó tốt hơn nhỉ? Đó. Rồi nếu như mình làm vậy thì cái kết quả nó sẽ ra sao ta? Ồ rất là tuyệt vời, yeah, nêu cảm xúc lại, được không ạ? Thì lúc này chúng ta hãy dùng những cái này để chúng ta giao tiếp với con hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày để cài đặt được những cái mô thức này vào cho con. Được không ạ? Và tiếp theo nữa là chúng ta lắng nghe. Chúng ta những bố mẹ, nếu như bố mẹ không lắng nghe con thì sẽ làm cho con mất đi sự tự tin, bởi vì con thấy rằng là những điều con nói, những cái điều con nói lên, những chính kiến quan điểm của con thì bố mẹ không lắng nghe chứng tỏ những cái điều đó nó không có tốt, những cái điều đó nó không có tuyệt vời, những điều đó là sai. Và dần dần con nghĩ rằng những cái suy nghĩ của con, những cái quan điểm của con, những cái chính kiến của con, những cái giải pháp của con luôn luôn sai, thì lúc này nó làm giảm đi sự tự tin của con. Cho nên chúng ta cần phải lắng nghe con, lắng nghe những tâm tư, lắng nghe những chính kiến, lắng nghe những quan điểm, lắng nghe những quyết định của con và làm thế nào. Nhưng mà không phải là ai cũng biết lắng nghe, đúng không ạ anh chị? Không phải là ai cũng lắng nghe. Và đôi lúc bố mẹ mình, trong cuộc sống của bố mẹ mình nó quá nhiều công việc cho nên bố mẹ mình thường bỏ qua những cái điều này. Vậy nó có cái gì ạ? Nó có 3 cấp độ lắng nghe. Vậy lắng nghe con sao cho đúng thì nó có 3 cấp độ lắng nghe. Cấp độ thứ nhất lắng nghe. Có nhiều bố mẹ là lắng nghe giả vờ. Lắng nghe giả vờ, tức là khi con nó nói thì nó bố mẹ cái này, nói đi bố nghe mà. Nhưng mà rõ ràng là gì? Rõ ràng là mình nói, con nói đi mình nghe, nhưng mình vẫn đang tập trung vào cái việc của mình làm. Và khi con nói xong thì mình không biết con đang nói cái gì cả. Và con hỏi bố vậy thì bây giờ mình làm sao? Thì theo bố thì theo bố là làm, đúng không? Tức là mình không nói gì ạ, mình không nắm được cái thông tin con nói, không nắm được thông tin con nói. Và một lần, hai lần, ba lần thôi, nhưng mà nếu cái điều này nó cứ lặp đi lặp lại thì nó dẫn đến là gì ạ? Con nó sẽ cảm nhận được rằng là bố không quan tâm tới những gì mà nó nói, bố không quan tâm tới cuộc đời của nó, bố không quan tâm tới cuộc sống của nó, bố chỉ biết công việc thôi, bố chỉ biết cái điện thoại thôi, đúng không ạ? Cho nên có cái câu chuyện là một đứa trẻ nó muốn nó trở thành chiếc điện thoại, đúng không ạ? Bởi vì khi nó nói chuyện với bố, nó tâm sự với bố thì bố chỉ chú ý vào cái điện thoại thôi, và cứ cái câu là ok rồi con nói đi, vậy đó, cứ vậy. Tức là mình giả vờ nghe thôi. Cái cấp độ thứ hai là gì ạ? Chúng ta lắng nghe tập trung, đúng không ạ? Chúng ta lắng nghe tập trung. Thì khi chúng ta lắng nghe tập trung thì con nó sẽ cảm thấy là chúng ta tôn trọng nó, nó cảm thấy nó tự tin, và bởi vì bố mẹ đã lắng nghe ý kiến của nó rồi, được ạ? Đã lắng nghe của lắng nghe tập trung, tức là chúng ta chúng ta bỏ ra bỏ rời cái công việc của mình và chúng ta ngồi, chúng ta nghe hiện diện hiện hữu với con, chúng ta nghe những điều của các con nói, chúng ta nghe những điều con nói, lắng nghe những thông tin con cung cấp, nhắn những điều con nói thì chúng ta sẽ nắm bắt được hết những cái thông tin của con. Thì cái điều này nó giúp cho con cảm thấy rằng là nó được tôn trọng, thì lúc này sẽ gia tăng sự tự tin cho con, được không ạ? Nhưng nó có một điều nữa, có đôi lúc những cái điều mà con nó nói ra không phải là tất cả những điều mà nó suy nghĩ. Anh chị đồng ý không ạ? Chính bản thân của mình hồi xưa vậy, mình nói chuyện với bố mẹ mình không phải là mình nói ra tất cả những gì mình suy nghĩ, mà có rất nhiều điều mình để ở bên trong, mình nói ẩn ý, mình nói bóng, mình nói gió, đúng không anh chị? Nếu đúng mình comment số 6 ạ. Nếu đúng thì mình comment số 6 ạ. Nếu anh chị nào đã từng giống như vậy, đã từng thấy như vậy rồi thì mình comment số 6. Có rất nhiều điều khi mình muốn nói với người khác nhưng mình không nói hết.
À mà đôi lúc mình nói gì ạ? Ẩn ý, nói bóng, nói gió, nói để ở phía sau, đúng không ạ? Vậy cho nên là với những người bố, người mẹ tuyệt vời thì chúng ta phải dạy học cái cách lắng nghe sau. Được ạ? Mình học cái cách lắng nghe sau. À, mình nghe qua những cái gì mà con chia sẻ, những cái gì mà con nói, những cái gì mà con chia sẻ, thì lúc này là gì? Là mình nghe thử coi là ở phía sau đó con nó muốn nói điều gì. À, ví dụ như bé Misu nói: mẹ ơi, mẹ 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 làm xong chưa, mẹ đi ngủ với con nha mẹ. Đó, thì lúc này con bình thường con nó không nói điều này, bình thường tới giờ là con tự đi ngủ, nhưng một ngày nào đó con nó nói cái điều đó lên thì mình phải có khả năng lắng nghe sau, và mình biết rằng là gì ạ? À? Vào thời điểm đó con nó cần một cái sự yêu thương của bố mẹ, vào thời điểm đó con nó cần cái vòng tay của bố mẹ, cái sự bên cạnh của bố mẹ bên cạnh nó, để nó cảm thấy nó được yêu thương, để nó cảm thấy nó được quan trọng với bố mẹ, để nó cảm thấy gì ạ? Nó là một người, là bố mẹ vẫn còn quan tâm tới nó, vẫn còn yêu thương với nó, đúng không ạ? Vậy cho nên đối với bố mẹ của chúng ta không chỉ là gì ạ? Lắng nghe những điều con nói, đúng không ạ? Nếu như chúng ta ở cấp độ 1 là giả vờ nghe thì chúng ta chỉ tập trung vào mình thôi, chúng ta chả tập trung vào những điều con nói, đúng không ạ? Ở cấp độ 2 lắng nghe tập trung thì chúng ta đã gì ạ? Đã tập trung hơn vào những gì con nói rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã quan sát con, tập trung hơn vào những gì con nói, tập trung vào con rồi. Nhưng ở cấp độ thứ ba anh chị thấy không ạ? Đó là sự tập trung hoàn toàn vào con để hiểu rõ hết tất cả những gì con nói, những cái ý ở phía sau những lời nói ngôn từ của con là con mong muốn điều gì. Đúng không ạ? Là con mong muốn điều gì. Vậy cho nên là với những người bố, người mẹ chúng ta cần gì ạ? Học tập và rèn luyện cái khả năng lắng nghe sau, đúng không ạ? Khả năng lắng nghe sau để giúp gì ạ? Để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về con, hiểu rõ hơn những điều ẩn chứa sau những câu nói của con, lắng nghe để chúng ta hiểu được suy nghĩ của con, lắng nghe để chúng ta hiểu được cảm xúc của con là gì, đúng không ạ? Cảm xúc của con là gì, thì đó là một cái điều mà chúng ta cần rèn luyện, rèn luyện, đúng không ạ? Cần rèn luyện rồi. Vậy để giúp dạy con tự lập, dạy con tự lập thì chỉ giúp cho con tự tin hơn, thì là chúng ta hãy để cho con tự lựa chọn những điều mà con mong muốn, đúng không anh chị? Đừng hỏi con một cái điều gì đó quá dồn dập, ví dụ con làm sai cái gì đó chúng ta hỏi rất là dồn dập, hay là có một cái sự việc gì đó diễn ra chúng ta đừng hỏi con quá dồn dập anh chị ha. Đừng có đặt câu hỏi con chưa trả lời được câu thứ nhất, hỏi câu hai chưa trả lời được câu hai, hỏi câu thứ ba. Khi mà chúng ta hỏi dồn dập đó, nó làm cho cái cảm giác của con là cảm sợ hãi, đúng không? Sợ hãi của con sẽ trồi lên. Cái thứ ba là đừng vội trả lời ngay các câu hỏi của con. Khi con hỏi các anh chị một điều gì đó, nếu như anh chị trả lời ngay câu hỏi của con thì nó làm như thế nào ạ? Nó làm cho con sẽ trở thành một đứa trẻ dựa dẫm vào chúng ta, đúng không ạ? Dựa dẫm vào chúng ta, bởi vì nó thấy rằng là bất cứ một điều gì trong cuộc sống thì bố mẹ cũng là người giải quyết cho nó. Và cho đến một ngày nó rời bố mẹ đi ra ngoài đường, nó sẽ không biết ai sẽ là người giúp nó. Và nếu như lúc đó có một cái người nào đó đến và nó hỏi và người đó giúp nó, thì nó sẽ tin người đó, nó sẽ đi theo người đó. Và nếu người đó tốt thì rất tuyệt vời, nhưng nếu người đó không tốt thì đó là một cái điều rất là tệ trong cuộc sống của con, đúng không ạ? Vậy cho nên khi con hỏi các anh chị một cái câu gì đó thì đừng vội trả lời ngay câu hỏi của con, mà hãy lắng nghe sau cái câu hỏi đó, thực sự con mong muốn cái điều gì phía sau câu hỏi đó. Và khi lắng nghe xong sau cái câu hỏi đó rồi thì hãy phản hồi cùng với con bằng những câu hỏi: à rất là tuyệt vời, mẹ thấy cái điều này nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của con, công việc học tập của con, nhưng con hãy nói cho mẹ biết rằng là nếu như mà mẹ mua cái này cho con thì nó sẽ giúp cái gì trong công việc học tập của con nè. Đó, ví dụ như vậy thì lúc này chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi: à ok, câu hỏi đó là rất tuyệt vời, nhưng mà mẹ tin con sẽ biết cách để giải quyết vấn đề này. Không, con không biết cách đâu. Không, con của mẹ rất là thông minh nha con. À, con của mẹ rất là thông minh mà. Những lần trước con thấy không, con rất là thông minh. Con rất là thông minh cho nên bây giờ mẹ sẽ chỉ cho con cách để con có được câu trả lời của mình. À, đồng ý không? Bây giờ hãy lấy tờ giấy ra rồi hãy viết xuống cho mẹ biết nếu như con làm việc này nó sẽ giúp con cái gì. Nếu như con không làm thì nó sẽ không giúp con được cái gì. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta gì ạ? Trở thành đặt ra những câu hỏi giúp con suy nghĩ, giúp con tìm là kiếm câu trả lời, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải hướng dẫn cái cách con để con tìm được câu trả lời, chứ không phải chúng ta nói là con biết làm mà, mẹ biết con biết làm mà, đi làm đi, mẹ biết con biết trả lời mà, đi trả lời đi, đúng không ạ? Mà chúng ta dạ hãy hướng dẫn con cách để con đi tìm được cái câu trả lời, đúng không ạ? Đừng vội trả lời ngay. Rồi, khuyến khích con tìm sự giúp đỡ.
đúng không? Khuyến khích con tìm sự giúp đỡ để giúp con tăng cái sự tự lập, tự tin, tự chủ của con, thì chúng ta khuyên con đi tìm sự giúp đỡ của người khác. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào bố mẹ cũng ở bên cạnh con, và trong cuộc sống của con khi con lớn lên rồi con có bạn bè, khi lớn lên nữa con có thầy cô, khi lớn lên nữa con có những người đồng nghiệp, đúng không ạ? Và có những cái mối quan hệ ngoài cuộc sống, có rất nhiều người xung quanh cuộc sống của con, và mỗi người họ đều có một cái khả năng khác nhau, và khi đó họ cũng có thể giúp con những điều mà con cần giúp. Cho nên là ngay từ nhỏ chúng ta phải khuyến khích con đi tìm sự giúp đỡ của người khác. Khi mình đi tìm sự giúp đỡ người khác thì mình sẽ hiểu về được giá trị của sự giúp đỡ, và lúc này mình sẽ giúp cho con biết rằng là con cũng phải giúp đỡ những người khác, con cũng cần chia sẻ, cũng cần cho đi, cũng cần giúp đỡ người khác. Và đây là một cái điều mà nó có thể nó sẽ nếu như chúng ta dạy cho con được cái điều này, lớn lên trong cuộc sống của con sẽ biết cách hợp tác với nhiều người, đúng không ạ? Tương tác, hợp tác với nhiều người để giúp cuộc sống của con thành công hơn. Còn nếu như không, anh chị thấy rằng là nếu như chúng ta không huấn luyện cái điều này, con dẫn đến lớn lên đó, con của mình đó, sẽ trở thành những người là gồng gồng gánh tất cả mọi việc, và mọi việc đều gồng lên vai của mình, và để mình là người giải quyết, không tìm kiếm sự giúp đỡ của ai, không nhờ ai giúp đỡ, không nhờ vả của ai. Nó làm cho cuộc sống của người này bị cô lập, và làm cho cuộc sống của người này là gì cả làm cho cuộc sống của người này trở nên khó khăn hơn. Ví dụ chính bản thân Linh cũng bị chút ít về cái điều này, đúng không ạ? Mang cái chủng vân tay là đại bàng, cho nên rất độc lập, tự tin, thích giải quyết vấn đề của bản thân của mình, thích giải quyết vấn đề tự bản thân mình giải quyết vấn đề. Và trong cuộc sống hồi xưa bố mẹ cũng cứ kêu lo học thôi, đừng lo làm cái gì hết á, cho nên làm cái gì cũng không cần sự giúp đỡ. Nhưng mà cứ khi mà dần dần lớn lên thì mình hiểu rằng là ví dụ như là Linh đi mượn tiền đi, ít khi mượn tiền của ai được lắm, cần tiền không biết mượn ai, cần tiền không biết mượn ai, bởi vì ngại không dám mượn. Bởi vì hồi giờ cũng chả mình chả có mượn tiền của ai, và cũng chả có ai họ thấy mình mà họ mượn tiền mình cả, bởi vì mình đâu mượn tiền của họ đâu, cho nên là những người khác họ thấy họ cũng không dám mượn tiền mình. Cho nên là dẫn đến là gì? Khi mình thiếu về tài chính, hay là mình cần tài chính trong một khoảng thời gian nào đó, mình không biết mượn ai cả, mình không dám mở miệng mượn ai cả, và khi mở miệng mượn thì đôi lúc mình cũng biết cách mượn như thế nào cho nó khéo, mượn như thế nào cho nó hợp lý, thì nó làm cho mình khó khăn trong cuộc sống của mình, và mình và ảnh hưởng lớn hơn nữa là mai mốt mình không kết nối được với đối tác của mình, anh chị ha, kết nối được đối tác của mình. Cho nên mình khuyến khích con đi tìm sự giúp đỡ. Cái điều này nè, cái điều này anh hai biết đó, anh hai hồi bữa mẹ nói thấy anh hai biết cái điều này nè, con hãy đi hỏi anh hai đi đó, để anh hai có thể chia sẻ với con. Cái điều này nè, bé Misu nó biết á, hãy đi hỏi Misu đi, ví dụ như vậy, tức là giúp, hãy khuyến khích con đi tìm sự giúp đỡ, tôn trọng sự nỗ lực của con. Nhưng mà cái điều này hồi nãy giờ mình nói rồi đó, mà luôn luôn tôn trọng sự nỗ lực của con, không quan trọng là kết quả con đạt được là như thế nào, nhưng quan trọng con đã nỗ lực để tiến từ số 1 lên số 2 lên số 3 thì đã là tuyệt vời rồi. Đừng có mong rằng lúc nào con mình cũng là 9 là 10, được không ạ? Đừng có mong lúc nào con chỉ là... mình chỉ cần biết rằng là con mình nó tiến bộ lên mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, nó đều tiến bộ hơn 1% so với ngày hôm qua, thì đó đã là điều tuyệt vời rồi. Cho nên chúng ta hãy tôn trọng cái sự nỗ lực của con, bởi vì nếu con cứ tiếp tục như vậy, khi con phát triển lên nó lại được động viên khen ngợi khích lệ của bố mẹ, nó lại tự tin hơn, nó lại tiến lên một nấc, nó cứ tiến tiến như vậy thì dần 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 nó sẽ đến đỉnh thành công thôi. Đúng không ạ? Dần dần nó sẽ đến để thành công thôi. Chứ chúng ta đừng nhìn vào kết quả. Khi con đang là tiểu học lại bắt nó giải bài toán cấp 2, đúng không ạ? Rồi nó giải không được thì đã chửi nó ngu si đần độn, thì điều đó nó không hợp lý, và nó làm cho cái gì đó? Con cái mình mất đi sự tự tin. Đừng dập tắt hy vọng của con. Có đôi lúc trong cuộc sống con cái của mình á, nó sẽ nói lên là mai mốt con muốn trở thành tổng thống, con muốn trở thành thủ tướng, con muốn học ở cái trường, con muốn đi du học ở đại học Harvard. Mày tào lao, mày mà làm gì được, nhà mình nghèo lắm, con làm sao mà đi du học được đó, ví dụ như vậy đó, nhà mình là thế này thế kia vân vân, mày thế này thế kia vân vân, thì lúc này thì chúng ta đang dập tắt đi hy vọng của con, chúng ta đang làm cho con mình trở nên là gì thiếu tự tin đi, đúng không ạ? Bất kỳ điều gì trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể diễn ra, chúng ta không thể hình dung tưởng tượng rằng những người tổng thống Mỹ hồi xưa cuộc sống của họ ra sao, tiểu sử lúc nhỏ họ như thế nào, đúng không ạ? Họ cũng rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, rất nhiều trở ngại. Cho nên là đừng bao giờ dập tắt hy vọng của con. Khi con nói một cái điều gì đó lên, hãy tìm hiểu tại sao con mong muốn điều đó, và hãy gia tăng gia tăng cái niềm tin cho con, gia tăng cái sự tự tin cho con, đúng không ạ? Để giúp con trở nên tự tin hơn. Rồi, đừng bao giờ dập tắt hy vọng của con. Thì đó chính là những cái điều mà Linh muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái phần gọi là bí mật giúp cho con ta gia tăng cái sự tự tin cho con.
đúng không ạ? Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu về là cái sự tự tin nó đến là cái sự tự bản thân của con, nó phải có niềm tin vào cuộc sống, nó phải có niềm tin vào chính mình, và chúng ta cần có một cái tư duy đúng là những cái sự tự tin của con là bản chất duy sinh ra trên cuộc đời của con mình nó đã sẵn có rồi, đúng không ạ? Nó sẵn có rồi, và bố mẹ dạ cần phải tin vào con, bố mẹ phải là người đầu tiên phải tin vào con. Và chúng ta hiểu rằng là từng giai đoạn phát triển của con thì từng mỗi giai đoạn sẽ có những người mà con tin. Ví dụ giai đoạn đầu tiên con tin vào giáo viên và bố mẹ, giai đoạn thứ hai con tin vào thầy cô, cái giai đoạn thứ ba con tin vào bạn bè. Và khi chúng ta biết niềm tin của con đặt ở đâu thì chúng ta sẽ có cái cách để giúp chúng ta giúp con tự tin hơn, đúng không ạ? Và chúng ta phải cần duy trì xây dựng được cái sự tự tin cho con cái của mình, đúng không ạ? Sự bằng cái cách là chúng ta không nói những cái điều mà cho chúng ta phá hủy đi sự tự tin của chúng con, mà hãy luôn khen ngợi, động viên, khích lệ bằng cái sự nỗ lực, bằng cái phẩm chất của con, đúng không ạ? Luôn nói cho con những cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy con đã làm được, những điều mà chúng ta thấy được sự nỗ lực của con là phấn đấu phát triển hơn lần trước. Chúng ta hãy nói lên những cái cảm xúc của chúng ta đối với con của mình cảm thấy hạnh phúc với con như thế nào khi con làm những việc này, cảm thấy hạnh phúc với con khi con làm những việc kia, mình cảm thấy buồn bởi vì con chưa làm được việc này, mình thấy buồn bởi vì không hạnh phúc bởi vì con chưa làm được việc kia. Hãy nói lên những cảm xúc của mình để con cảm nhận được những cái cảm xúc của mình, để con có sự thay đổi, có sự tự tin hơn trong cuộc sống của con. Nhưng mà duy trì sự tự tự lập của con, đừng bao giờ dập tắt những hy vọng của con, luôn cho con quyền ra quyết định trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Luôn luôn khen ngợi, động viên, khích lệ con, đúng không ạ? Và luôn luôn điều đặc biệt là hãy lắng nghe sâu, hãy học cái cách lắng nghe sâu để lắng nghe được cái tâm tư của con ở phía sau. Nếu một lúc nào đó các chúng ta đang quá bận rộn và con đang kể chuyện gì đó thì chúng ta không thể nghe, thì chúng ta hãy nói con rằng là 10 phút nữa để bố làm cái này, 10 phút nữa rồi bố nói chuyện với con nha, để mẹ làm 10 phút nữa là mẹ nói chuyện với con nha, đúng không ạ? Thì lúc này mình hãy chia sẻ cái điều đó với lại con cái của mình, và khi mình làm xong rồi thì mình hãy ngồi xuống, mình lắng nghe con, lắng nghe gì ạ? Con bằng sự tập trung của mình, nghe hết tất cả những thông tin con đưa cho mình hiện diện một phần triệu giây, giống như chúng ta nói chuyện với sếp mình vậy anh vậy, được không ạ? Chúng ta phải coi con mình giống như vậy đó, thì mai mốt con mình nó mới làm sếp thì mình phải lắng nghe một phần triệu giây. Và điều đặc biệt là gì? Hãy lắng nghe sâu, hãy lắng nghe sâu sau cái câu hỏi đó, sau cái câu chuyện đó, sau cái lời nói đó là con nó ẩn chứa điều gì. Và để làm được điều này chúng ta phải luyện cái khả năng lắng nghe, chúng ta phải quan sát được ngôn ngữ hình thể của con, chúng ta phải quan sát được cái ngữ điệu khi con nói ra câu chuyện đó, chúng ta phải quan sát được cái ánh mắt của con khi con nói về điều đó, thì lúc này chúng ta mới hiểu cái điều con đang muốn nói là gì. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ giúp cho các con và thấy nó được tôn trọng và nó sẽ tự tin hơn. Được mà. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và cảm ơn các thầy cô rất là nhiều vì đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Linh. Và em xin trả mic lại cho sự điều phối của Kim Ngân ạ. Dạ vâng ạ, em biết ơn anh rất là nhiều cũng như là biết ơn bài chia sẻ tuyệt vời của anh Linh ạ. Quý cô bác anh chị mình thấy bài chia sẻ tuyệt vời thì mình sẽ cùng comment rất là nhiều số 3 cũng như là những trái tim, những bông hoa để cảm ơn và biết ơn anh Duy Linh ạ. Dạ vâng. Và cái bài chia sẻ ngày hôm nay có rất là nhiều điều mà em Kim Ngân tin rằng quý cô bác anh chị trong phòng Zoom của chúng ta đều sẽ áp dụng được và áp dụng một cách rất là dễ dàng trong cái việc mà chúng ta dạy con của mình đúng không ạ? Dạ vâng, và một cái điều đơn giản nhất, những cái điều mà hồi nãy giờ anh Linh chia sẻ ở đây, em Kim Ngân cảm thấy là điều đầu tiên và đơn giản nhất đó chính là chúng ta phải tập cách lắng nghe của con từ những điều nhỏ nhất đúng không ạ? Dạ vâng, hãy tập cách lắng nghe và dạy cho con tự lập ạ. Dạ vâng, không biết là quý cô bác anh chị mình sau khi bài chia sẻ của anh Di Linh kết thúc thì quý cô bác anh chị mình có câu hỏi hay có phần chia sẻ cảm nhận nào mong muốn được chia sẻ cùng với anh Linh không ạ? Em xin mời những cánh tay của quý cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với phòng Zoom của nhà mình cũng như là anh Duy Linh ạ. Chúng ta cũng có thể comment vào trong ô chat cũng được ạ. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Em nhìn thấy cánh tay của cô Đỗ Còn rồi ạ. Em xin mời cô Đỗ Còn sẽ cùng chia sẻ cùng với anh Linh cũng như là cộng đồng của mình trong một chút ạ. Dạ vâng, em mời cô. Hello Di Đà. Cảm ơn MC đã Kim Ngân đã tạo điều kiện cho cô Vân chia sẻ. Lời đầu tiên thì các anh chị trong room có nghe tiếng của cô Vân chia sẻ không? Rõ. Rồi đầu tiên là rất biết ơn cộng đồng SE
À, và cảm ơn giám đốc Dương Tinh đã chia sẻ trong cái buổi hai. Cái buổi hai này là rất tuyệt vời giá trị. À, đó, lúc đầu là cô còn rất hâm mộ cái việc mà giáo dục trẻ của gia đình của Dương Linh đã giáo dục. Có những đứa con và những đứa con đó được may mắn đã có một người cha rất tuyệt vời giáo dục con. Và từ cái giáo dục những đứa con đó thì chị Linh đã nghiên cứu và những cái vấn đề để đưa ra trong cộng đồng SE chia sẻ cho tất cả các trong cộng đồng. Qua cái những điều mà cô còn học hỏi thì dù là có còn con cô còn đã lớn rồi, nhưng mà thứ nhất là nó rất phù hợp với đối với cô còn là giáo viên cần thiết thực, mà không phải là con mình mà một bao nhiêu thế hệ trẻ, nhất là giáo viên tiểu học, bậc tiểu học, các con và lắng nghe những số hiệu của con mỗi từng ngày như thầy Dĩ Linh đã chia sẻ là mỗi quan sát và lắng nghe, tôn trọng những ý kiến khi mà con chia sẻ từng ngày, tại vì mỗi cái tâm trạng của mỗi trẻ con là các em đến trường là mỗi cái biểu cảm xúc, nếu mà đầu tiên mình phải trước mắt là người giáo viên phải thấu hiểu mình trước, thấu hiểu những góp như thầy đã chia sẻ. Qua cái bài này thì học học nhiều hơn những kỹ năng như đã từng trải đã dạy các em học sinh đã bao nhiêu năm, thì mình cũng qua đó thì cũng thấy là cái phương pháp của thầy Dĩ Linh đã chia sẻ rất tuyệt vời. Thực tế là khi mà qua một môi trường sư phạm, khi vào sư phạm thì giáo viên cũng nhất là giáo viên tâm tâm sinh lý các em là quan trọng nhất, kiến thức chiếm 20%, nhưng mà quan trọng là cái tình của cái tính chuyên môn và sư phạm, rồi là kỹ năng sư phạm, giống như chăm chỉ tâm trí cho con như là các mỗi ngày mỗi năm, thì cái đó là kỹ năng các em rất rất nhiều trường hợp, rất nhiều, rất tiện nhiều. Cái tâm lý có khi các em ảnh hưởng về gia đình, tâm lý của cha mẹ, có khi nhiều lúc cha mẹ không không thấu hiểu thì các con đến trường để chia sẻ, con bộ dồn dập chia sẻ, mình phải thấu hiểu các con, thì các em nó không, khi mà cô chia sẻ thực tế mỗi ngày thì các con không có con nói khi con chia sẻ ba mẹ nó như thầy đã nói đó, thì Linh nói ba mẹ có ba cách là lắng nghe xong rồi công việc rồi xong, nhưng mà không có tập trung. Khi những cái mà thầy Diên Linh đã chia sẻ thì đã từng gặp rất nhiều mỗi ngày. Các con nói là chia sẻ gặp cô còn con nói ba về con muốn cái gì hay con chia sẻ gì ba mẹ con không có lắng nghe, không lắng nghe như cô đâu không lắng nghe như cô nói gì nữa. Không có xong mà khi mà khi các con nói như thế thì cô còn nói nói là con ơi, có khi nhiều đôi lúc ba mẹ đi làm việc vất vả công việc ba mẹ nữa, con cũng thông cảm, thì ba mẹ rất thương yêu các con lắm. Đó thì nó dạ gì à, nó giống như là những cái gì các em mà không chia sẻ được ở ba mẹ, còn một số em á thì đa số gì thì cũng giải thích, mình phải mở ra cái chút đó cho các con để các em tự tin hơn. Đó là cái vấn đề đó. Thì qua thì Dương Linh đã chia sẻ thì trường hợp nhất là giáo viên, thứ nhất là giáo viên mầm non và tiểu học, nhất là giai đoạn tiểu học, các em rất nhiều mỗi chuyện đó là có nó có khi nhiều lúc ban giảng nó các em đó, đang học giảng giảng cô ơi con nhớ cái chuyện này không, để trong thời giờ học con tập trung học đi, con phải tự tin học đi, rồi có thời gian rảnh giờ trưa hay giờ về con cô sẽ chia sẻ con đó. Có khi nhiều lúc các con hiểu hiểu mà mình, nhưng mà mình không nâng dạ là con cố gắng bạn nào muốn chia sẻ gì trong thời gian, còn trong lúc mà con học bài thì con tập trung nghe thì con tự tin, con đừng có nghĩ sao nhãng những cái gì mà ở gia đình khiến như con còn thì con tập trung vào, con phải tự tin lên, con học tập trung học đi, và những cái gì mà con muốn chia sẻ thì gần thời gian rảnh giờ trưa giờ bán trú thì thường thường ở quê ngày thì các em có chia sẻ tấp nập như cái thời gian có khi giờ về ba mẹ đón cũng không chịu về thì hỏi để cô để con nói câu xong con về. Đó là cái phần thực tế là qua cái quá trình mà thầy Linh đã chia sẻ những kiến thức hôm nay rất tuyệt vời, kiểm nghiệm là có thực tế có rất nhiều, có khi nhiều lúc do ba mẹ này mình cũng phải các em nói mình muốn cho mình phải cho các em phải quay lại cái tự tin các em, thì các em sẽ khi qua nói sao cô cho chúng sao cái gì cũng mất, về nhà tới giờ ăn giờ ngủ lên giường cũng giúp cô tin cô không đó, đó là có tự tin niềm tin các em. Cảm ơn lần nữa cô còn rất biết ơn, cảm ơn thầy Linh đã phân tích chuyên sâu hơn và cô còn học tập rất nhiều về vấn đề về giáo dục con, không phải là con mình hay con cháu mình, tất cả những học sinh ở tiểu học. Cô còn cảm ơn các anh chị lắng nghe. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô Cần rất là nhiều, rất là tuyệt vời ạ.
Rất là tuyệt vời khi mà cô đã áp dụng được tất cả những cái điều này đối với không những là con của mình mà còn là các bạn học sinh nữa, và các bạn em tin rằng là các bạn học sinh sẽ rất là hạnh phúc khi được chia sẻ cùng với cô, và cũng như là rất là vui khi có một người cô luôn luôn lắng nghe và luôn luôn chia sẻ cùng với các bạn ạ. Rất là biết ơn cô còn. Và quý cô với anh chị ơi, hiện tại thời gian thì cũng đã đến rồi, cho nên là chúng ta sẽ kết thúc phòng Zoom ở đây. Em Kim Ngân xin phép với cô bác anh chị chúng ta sẽ truyền thông 2 phút đối với những chương trình tiếp theo của SM mình ạ. À. Dạ, em Kim Ngân xin phép chia sẻ màn hình. Dạ vâng ạ, à. Thì tiếp tục của chuỗi chương trình Zoom sáng thì chương trình Zoom sáng ngày mai sẽ là chuỗi bản đồ định vị cuộc đời do cô Dương Bảo Anh chia sẻ với chủ đề buổi số 4 ạ, khác biệt hay chết ạ, chúng ta thay đổi, chúng ta khác biệt hay là chúng ta sẽ tụt lùi lại với mọi người ạ. Tiếp theo là chương trình trưa nay buổi Zoom sách SA Book Tinh Hoa tiếp tục đọc sách Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 ạ. Em Kim Ngân kính mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng tham gia Zoom SA Book Tinh Hoa vào lúc 12 giờ đến 13 giờ trưa hàng ngày để chúng ta cùng đọc sách ạ. Và đặc biệt là thứ bảy tuần này chương trình sinh hoạt của câu lạc bộ người cao tuổi vào lúc 15 giờ chúng ta sẽ được tìm hiểu về chủ đề luận bàn về đi tìm ngôn ngữ cho thơ với sự chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thanh Toàn ạ. Em Kim Ngân kính mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng tham gia vào Zoom của câu lạc bộ người cao tuổi và sinh hoạt cùng với câu lạc bộ ạ. Và đặc biệt, quý cô bác anh chị ở chương trình chuyên viên tư vấn ứng dụng sinh trắc vân tay thuộc dự án 108 đại sứ giao hàng đang trong giai đoạn kết thúc ở khóa đầu tiên rồi ạ. Và khóa thứ hai tiếp theo sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý cô bác anh chị cũng như là đồng hành cùng với các bạn học sinh sinh viên trên khắp cả nước. Khóa thứ hai của chuyên viên tư vấn ứng dụng sinh trắc vân tay sẽ được khai giảng vào trong thời gian tới. Và đặc biệt khóa học này, khi mà quý cô bác anh chị chúng ta kết thúc khóa học, chúng ta sẽ nhận được học bổng về 5 bài phát triển tiềm năng con người trị giá 15 triệu đồng ạ. Dạ vâng, thì đó là những chương trình hiện tại và đang diễn ra của chương trình S của SE. Em Kim Ngân kính mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng tham gia với cộng đồng ạ. Và đầu cuối cùng, một cái thủ tục rất là quen thuộc trong chương trình Zoom sáng cũng như là tất cả những chương trình của SE, em Kim Ngân kính mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ cùng raise hands và thả tim để chào nhau và chúc nhau một ngày mới thật là năng lượng, thật là yêu thương ạ. Dạ vâng, em Kim Ngân xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình Zoom sáng ngày hôm sau.